Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin mới nhất của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh, mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Bị mỉa mai sắp bị bóc phốt, Việt Hương dằn mặt Antifan một cách đanh thép khiến chính chủ căm nín. Trong lúc showbiz đang ồn ào về những việc làm không tốt của giới nghệ sĩ, Việt Hương đã có màn đáp trả thẳng tay trước bình luận kém sang của một cư dân mạng. Trong thời gian vừa qua, showbiz Việt liên tiếp đón nhận những tin làm xấu hình ảnh nghệ sĩ trong mắt công chúng. Liên tiếp là những ồn ào, khi hết sau này đến sau khác bị công bố bóc phốt, khiến dân tình cảm thấy chán nạn. Trong khi hình ảnh nghệ sĩ trong mắt dư luận đang ngày càng xấu đi, thì mới đây Việt Hương cũng bị anti-fan gọi tên, phản ứng của nữ tranh hài khiến cộng đồng mạng chú ý. Trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên nhà có năm nàng tiên đăng tải hình ảnh tập luyện thể thao với mong muốn được có sắc vóc đẹp. Dưới bài đăng của Việt Hương, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và gửi gắm đến nữ danh hài giữ gìn sức khỏe mùa dịch. Tuy nhiên có một tài khoản bất ngờ bình luận Việt Hương nên hạn chế đăng ảnh nếu không muốn bị bóc phốt. Người này cho biết do giới nghệ sĩ đang bị bóc phốt nhiều cho nên bất đăng hình khoe mẹ nọ kia đi bà nội, chuẩn bị lại đến bà giờ Á. Ngay lập tức nữ danh hài đã có màn phản pháo cực ấn tượng. Cô cho rằng người này kém duyên và không tinh tế khi để lại bình luận cho rằng cô khoe mẹ. Đồng thời nữ diễn viên bày tỏ bản thân không sợ điều gì, ngược lại còn rất vui nếu bản thân có chuyện gì đó để phốt. Báo cho chị một tiếng để chị mừng coi nè, hồi nhỏ được đi học không, Chị tập thể thao mắc gì khoe cái niệm gói hạ Suy nghĩ nói chuyện sao cho duyên dáng nè Việt Hương đáp trả antifan Trước màn đối đáp này của nữ nghệ sĩ Nhiều cộng đồng mạng bày tỏ sự đồng tình với văn điểm của cô Và cho rằng càng ngày xuất hiện càng nhiều những bình luận kém duyên Và thiếu hiểu biết Một số bình luận liên quan như dù mình có hơi mất niềm tin sau bao nhiêu chuyện của showbiz thì cũng không đồng tình với bình luận của người này, môi trường nào cũng có người này người kia mà. Khổ thân chị tập thể dục thôi cũng bị cà khịa nữa, chắc một phần do hình ảnh nghệ sĩ bị bôi xấu đi. Chị Hương đáp trả như vậy đúng lắm, phát ngôn qua mạng xã hội hay gì cũng phải suy nghĩ kỹ rồi nói chứ. Đó đó là những bình luận đến từ phía cư dân mạng. Việt Hương vốn được biết đến là nữ diễn viên thẳng thắn nhất gì vi biết, nên đây không phải là lần đầu tiên mà cô gây gắt đáp trả anti-fan. Trước đó, trong một livestream thông báo bộ phim nữ danh hài tham gia sắp phát sóng, cô cũng lên tiếng thẳng thần, đòi tán một cái chết à trước bình luận bị lôi vào chuyện khán giả nuôi nghệ sĩ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.